Bạn là một khách hàng chuyên để truy cập mạng xã hội và đang tìm kiếm một cái mạng phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, thì đây là video dành cho bạn. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn gói cước MXH100 của nhà mạng Viettel. Đây là gói mạng chuyên để sử dụng mạng xã hội với giá cước được đăng ký là 100.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 30 ngày, và bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao, đồng nghĩa với là một ngày bạn sẽ có 1GB để sử dụng các bạn nhé. Và ưu đãi đặc biệt nhất của gói cước này là bạn được miễn phí 100% data khi truy cập YouTube, TikTok và Facebook trong suốt 30 ngày. Và để đăng ký gói cước thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp MXH100 dấu cách TKM gửi đến tổng đài 290. Và ngoài gói cước MXH100 mà mình vừa giới thiệu đến các bạn, thì tiếp theo trong video mình sẽ giới thiệu đến các bạn các gói cước hot nhất và ưu đãi nhất của nhà mạng Viettel tới thời điểm hiện tại, từ những gói cước 4G, 5G hay những gói cước chuyên về gọi thoại hay gói cước chuyên về data và gọi thoại. Vậy thì đây là những gói cước nào thì các bạn hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ. Trước tiên bạn kéo xuống phần mô tả bên dưới video này của mình rồi chọn vào mục xem thêm. Sau đó bạn chọn đến đường link viettel.group rồi ấn vào đường link này. Rồi sau khi vào website thì có rất nhiều các gói cước hot mới nhất và ưu đãi nhất mình có để trong này. Và trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn gói cước SD70 của nhà mạng Viettel với giá cước được đăng ký là 70.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 30 ngày. Bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao, đồng nghĩa với là một ngày bạn sẽ có 1GB để sử dụng. Và để đăng ký gói cước, bạn chỉ cần ấn vào ô đăng ký. Sau đó thì hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn. Bạn chỉ cần ấn gửi là đăng ký thành công rồi. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu với các bạn gói cước SD90. Cũng với tương tự như gói cước SD70, nhưng giá cước là 90.000 đồng một lần đăng ký. Và bạn sẽ nhận được 45GB data tốc độ cao, đồng nghĩa với là một ngày bạn sẽ nhận được 1,5GB và thời gian sử dụng cũng trong vòng 30 ngày. Và để đăng ký gói cước SD90 thì bạn chỉ cần ấn vào ô đăng ký. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn một gói cước 5G mới cho ra mắt của nhà mạng Viettel, đó là gói cước 5G150 với giá cước để đăng ký là 150.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 30 ngày. Bạn sẽ nhận được tới 180GB data tốc độ cao rồi các bạn. Tức là mỗi ngày là bạn có tới 6GB data để sử dụng. Như các bạn đã biết rồi, mạng 5G quá mạnh, quá khỏe. Và ngoài ra thì các bạn còn được miễn phí xem phim, xem thể thao trực tuyến trên TV 360. Và bạn được miễn phí thêm 30GB lưu trữ trên MacBook nữa. Và để đăng ký gói cước 5G150 thì bạn chỉ cần ấn vào ô đăng ký. Sau đó thì hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn. Bạn chỉ cần ấn gửi là đăng ký thành công rồi. Rồi, một gói cước 5G khác nhưng có mệnh giá cao hơn, đó là gói cước 5G LQ190 với giá cước được đăng ký là 190.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 30 ngày. Bạn sẽ nhận được tới 180GB data tốc độ cao, đồng nghĩa với là một ngày bạn có 6GB data để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt hơn nữa thì bạn sẽ có thêm 2GB trên một ngày để chơi game Liên Quân Mobile. Tức là 2GB này là chỉ dành riêng cho chơi game, còn 6GB này thì bạn có thể thoải mái truy cập internet trên các ứng dụng khác. Và bạn còn được miễn phí xem phim, xem thể thao trực tuyến trên TV 360. Và bạn sẽ có thêm 30GB lưu trữ trên MacBook. Và tương tự như các gói khác, để đăng ký gói cước 5G LQ190 thì bạn chỉ cần ấn vào đăng ký là ok rồi các bạn nhé. Và gói cước có mệnh giá 90.000 đó là gói cước V90B. Bạn sẽ có 30GB data tốc độ cao để sử dụng trong vòng 30 ngày.
tức là mỗi ngày bạn sẽ có 1GB để sử dụng các bạn nhé. Và để đăng ký công thức V90B thì bạn chỉ cần ấn vô đăng ký, thì sau đó hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn, bạn chỉ cần ấn gửi là đăng ký thành công. Và một công thức sử dụng siêu ta của nhà mạng Viettel, đó là công thức V160B. Với giá cước để đăng ký là 160.000 đồng trên một lần đăng ký và thời gian sử dụng trong vòng 30 ngày, bạn sẽ nhận được 120GB tại tần số cao, tức là mỗi ngày thì bạn sẽ có 4GB để sử dụng các bạn nhé. Và ưu đãi đặc biệt nhất của cước này là bạn được miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút, tức là bạn gọi đến phút thứ 9 sau đó bạn tắt đi rồi thực hiện một cuộc gọi mới, và cứ liên tục như vậy là bạn hoàn toàn không bị mất phí gọi các bạn nhé. Và ngoài ra thì bạn còn được miễn phí thêm 100 phút để gọi ngoài mạng nữa. Và để đăng ký công cước thì bạn chỉ cần ấn vào đăng ký là ok các bạn nhé. Tiếp theo, gói cước 5G 230B, với giá cước để đăng ký là 230.000 đồng và thời gian sử dụng cũng trong 30 ngày, bạn sẽ nhận được tới 240GB là tần số cao, đồng nghĩa mỗi ngày là bạn sẽ có tới 8GB các bạn nhé. 8GB là bạn có thể thoải mái làm việc và giải trí rồi. Đặc biệt hơn nữa thì bạn còn được miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, tối đa là 1.000 phút các bạn nhé, và miễn phí gọi ngoại mạng là 150 phút, và miễn phí data xem truyền hình TV 360. Và bạn còn được tặng thêm 50GB lưu trữ trên MacBook. Và để đăng ký thì bạn chỉ cần ấn vô đăng ký, sau đó hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn. Bạn chỉ gửi là đăng ký thành công rồi các bạn nhé. Gói cước 5G mới cho ra mắt của nhà mạng Viettel, đó là gói cước 5G LQ210, với giá cước để đăng ký là 210.000 đồng và thời gian sử dụng cũng trong 30 ngày. Bạn sẽ có tới 180GB data tốc độ cao để sử dụng, tức là mỗi ngày bạn sẽ có tới 6GB để sử dụng các bạn nhé. Và bạn còn được miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút, tối đa là 1.000 phút, tức là như các công chức, tức là bạn gọi đến phút thứ 19 sau đó bạn tắt đi, cứ liên tục như vậy cho đến 1.000 phút. 1.000 phút theo mình là thoải mái gọi điện thoại trong 1 tháng rồi các bạn nhé. Các bạn có thể thoải mái nói chuyện với người thân, bạn bè mà không hề bị mất phí các bạn. Và bạn còn được miễn phí gọi ngoại mạng là 100 phút để gọi mạng. Và bạn còn được tặng thêm 2GB để chơi game Liên Quân Mobile, và miễn phí xem truyền hình TV 360. Và bạn còn được tặng thêm 30GB để lưu trữ trên MacBook. Và cũng như công thức trên thì bạn muốn đăng ký công thức này thì bạn chỉ cần vào đăng ký. Tiếp theo, gói cước MXH120, đây là gói cước chuyên về các mạng xã hội, và giá cước để đăng ký là 100.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 30 ngày, và bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao, đồng nghĩa với là một ngày bạn sẽ có 1GB data để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt nhất của cước này là bạn được miễn phí data khi truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin trên Messenger trong suốt 30 ngày các bạn nhé. Và để đăng ký thì bạn chỉ cần ấn vào đăng ký, sau đó thì hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn, bạn chỉ cần ấn gửi là đăng ký thành công rồi. Và tiếp theo có cước MXH120, đây cũng là một cước chuyên để sử dụng mạng xã hội, hơn với 20.000 đồng so với gói cước MXH120, và ưu đãi cũng giống hệt nhau, nhưng bạn sẽ được thêm là miễn phí gọi thoại dưới 10 phút, và bạn còn được miễn phí gọi ngoại mạng là 30 phút. Và để đăng ký gói cước MXH120 thì bạn cũng chỉ ấn vào đăng ký các bạn nhé. Tiếp theo gói cước T15KL, đây là gói cước sử dụng trong vòng 1 tuần với cước phí đăng ký là 15.000 đồng và bạn sẽ nhận được tới 25GB data tốc độ cao để truy cập TikTok thôi các bạn nhé. Và để đăng ký gói cước thì bạn chỉ cần vô đăng ký,
và tiếp theo quảng cáo IT50K. Đây là quảng cáo chuyên để sử dụng YouTube trong vòng 7 ngày. Bạn sẽ nhận được 25GB data tốc độ cao để truy cập YouTube. Và sau khi hết 25GB thì hệ thống sẽ ngừng truy cập internet các bạn nhé. Và để đăng ký quảng cáo IT15K thì bạn cũng chỉ cần ấn vào đăng ký. Tiếp theo, quảng cáo chuyên để sử dụng Facebook trong vòng 7 ngày. Đó là quảng cáo FB15K với giá cước để đăng ký là 15.000 đồng. Và bạn sẽ nhận được 25GB data tốc độ cao chỉ để truy cập Facebook và nhắn tin trên Messenger. Bạn lưu ý là các quảng cáo này chỉ để truy cập Facebook và nhắn tin Messenger thôi các bạn nhé. Và ngoài ra thì các bạn không thể truy cập trên internet trên các ứng dụng khác. Và để đăng ký quảng cáo này thì bạn cũng chỉ cần ấn vào đăng ký. Và đây thêm 3 quảng cáo T50K và quảng cáo IT50K và quảng cáo FB50K. Đây là các quảng cáo chuyên sử dụng mạng xã hội trong vòng 1 tháng. Thì là quảng cáo T50K thì chuyên để sử dụng TikTok. Còn có quảng cáo IT50K thì chuyên để sử dụng YouTube. Còn quảng cáo FB50K thì chuyên để truy cập Facebook và nhắn tin trên Messenger. Và tất cả các quảng cáo này là bạn sẽ có tới 50GB để truy cập các mạng xã hội các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn quảng cáo sử dụng trong vòng 3 ngày. Đó là quảng cáo 3L với giá cước để đăng ký là 30.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 3 ngày. Bạn sẽ nhận được tới 15GB data tốc độ cao, đồng nghĩa với là một ngày bạn sẽ có 5GB để sử dụng các bạn. Và ngoài ra thì bạn còn được miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút. Thì cũng như đầu video mình nói rồi, thì miễn phí các gọi nội mạng dưới 20 phút là bạn có thể gọi đến phút thứ 19, sau đó bạn cắt đi rồi thực hiện một cuộc gọi mới. Cứ liên tục như vậy là bạn hoàn toàn không bị mất phí các bạn nhé. Và ngoài ra thì bạn còn được miễn phí gọi ngoại mạng là 15 phút. Và bạn còn được tặng thêm 150 tin nhắn nội mạng. Và để đăng ký quảng cáo 3L thì bạn hãy ấn vào đăng ký. Tiếp theo quảng cáo sử dụng trong vòng 7 ngày. Đó là quảng cáo 7L với giá cước để đăng ký là 70.000 đồng và thời gian sử dụng trong vòng 7 ngày. Bạn sẽ có tới 35GB data tốc độ cao, tức là mỗi ngày bạn sẽ có tới 5GB để sử dụng các bạn nhé. Ngoài ra thì bạn còn được miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút và bạn còn được tặng thêm 35 phút gọi ngoại mạng và 350 tin nhắn nội mạng nữa. Và để đăng ký quảng cáo 7L thì bạn cũng chỉ ấn vào đăng ký. Nếu bạn nào có nhu cầu sử dụng mạng ít hơn và giá thành rẻ hơn thì lên gọi chọn lựa quảng cáo FT70K và quảng cáo FT15K. Đối với quảng cáo FT15K sử dụng trong vòng 3 ngày và giá cước để đăng ký là 15.000 đồng nhưng bạn sẽ nhận được 3GB data. Còn đối với quảng cáo FT30K thì bạn sẽ có 30GB. Còn đối với quảng cáo FT30K thì bạn sẽ nhận được 7GB trên 7 ngày với giá cước để đăng ký là 30.000 đồng. Và để đăng ký quảng cáo một trong hai quảng cáo này thì bạn chỉ cần ấn vào đăng ký là ok rồi. Các bạn thân mến, và như vậy là mình vừa giới thiệu đến các bạn các quảng cáo hot nhất, ưu đãi nhất hiện nay, rất được nhiều khách hàng quan tâm đăng ký và sử dụng, từ quảng cáo 3 ngày cho đến quảng cáo 7 ngày hay những quảng cáo sử dụng trong vòng 30 ngày. Và các bạn hãy lựa chọn cho mình một quảng cáo phù hợp với nhu cầu của mình để đăng ký các bạn nhé. Ở trong này thì có các cái combo mà mình vừa giới thiệu rồi, vừa có combo chuyên về mạng xã hội, combo vừa có data thoại thoại và có combo thì chuyên về data. Và như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay và đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.